hôm nay chúng con là nhóm thập chỉ liên tâm của thành phố Hồ Chí Minh, đại diện là thập chỉ liên tâm của Việt Nam cũng như tất cả anh em thập chỉ liên tâm trên thế giới, hôm nay đến để báo cho thầy biết là năm nay chúng con đã làm được rất là nhiều điều. Ví dụ như đã triển khai được Pakistan 1, Pakistan 2 và làm cho phương pháp càng ngày càng lớn mạnh hơn. Như vậy là từ khi thừa kế và phát huy phương pháp của bà, chúng con đã làm được rất là nhiều điều để giúp cho cộng đồng. Mong bà lúc nào cũng hộ độ và giúp cho chúng con được sáng suốt để mở mang, để tìm hiểu thêm, để biết được nhiều hơn nữa, để cái việc phục vụ cho cộng đồng cũng như nhân loại mỗi ngày mỗi tốt hơn. Cuối cùng là cuối năm nay, tức là chiều nay sẽ nhận được một cái tài liệu mà viết về những năng hút không khí chườm đá và uống nước chili, mục đích cứu nhân loại. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.